Người nông dân khoe lờn là có hai đầu và ba mắt. Một người nông dân ở Tứ Xuyên mới đây đem khoe với dân làng về con lợn sữa mới sinh. Nó có tới hai cái đầu và ba cái mắt. Sau đó, tin tức về con lợn kỳ lạ này đã được lan truyền và thu hút hàng trăm người từ khắp nơi đổ về ngôi làng để nhìn ngắm con lợn quái dị nhưng vô cùng đáng yêu. Một số người tỏ ra thích thú với chú lợn con đã đề nghị mua nó với giá 2.000 nhân dân tệ, khoảng 6,5 triệu đồng từ người nông dân họ Dông. Tuy nhiên, con trai của anh Dông đã từ chối và quyết định giữ chú lợn con lại để nuôi lớn. Khuôn mặt của chú heo này không có gì là ghê gớm, mà trông nó lại rất ngộ nghĩnh và lạ. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên chú lợn hai đầu ba mắt này xuất hiện ở Trung Quốc. Năm ngoái, thì một người đàn ông ở Thiên Tân, ông tên này cũng đã từng khoe, ông cũng sở hữu một vài chú lợn có tận hai mặt, ba tai, bốn chân, làm nhiều người hiếu kỳ đổ xô đến nhà của ông ngày càng một đông để có thể tận mắt mình chiêm ngưỡng con heo kỳ lạ này.